Xin chào các bạn nhé, mình đang kiểm tra âm thanh của cái dàn đàn này, đàn tơ rưng loại trung 16 thanh. Đấy, trước khi gửi đi cho khách, mình nói chung làm cái đàn này rất là vất vả các bạn. Các bạn thấy rằng làm chuẩn âm từng cái thanh âm này, sau đó là móc lên thành cái dàn để nó chia đều như này, nó không bị dính vào nhau, đúng không ạ? Đấy, còn làm cái kệ cái chân đàn nó cũng rất là vất vả. Đấy, mình chỉnh sơ qua rồi, tuy nhiên là ở đây vẫn để lại một cái âm mà nó chưa hoàn thiện để các bạn xem nhé. Đấy. Đây cho các bạn xem thấy cái âm thanh. Không phải là cái vị trí nào nó cũng sẽ kêu như nhau đâu các bạn nhé. Ở đây đang có cái con chim bành khuyên kia, nó lại cứ kêu nên là đôi khi nó ảnh hưởng đến âm. Đấy các bạn thấy nốt si nữa. Đó, đang thấp nha. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh cái âm của nốt si này. Và trong những cái điều kiện thời tiết cũng phải ổn định mới làm được, chứ không phải là nếu như các bạn làm ngoài trời mà lạnh quá, sau đó khi các bạn biểu diễn trong một cái phòng ấm chẳng hạn thì âm sẽ tỷ lệ sai rất là cao. Đấy, hôm nay thời tiết ổn vì làm bên ngoài, thì còn hôm nào mà thời tiết mà lạnh quá là phải vào một phòng kín và phải đảm bảo được cái nhiệt độ khoảng tầm 29 độ gì đó, 29-30 độ thì làm là ok các bạn. Vừa nãy là nốt C đúng không ạ? Đấy, các bạn đã thấy nhích hơn một chút rồi. Nhưng mà vẫn chưa xanh được đúng không? Chúng ta sẽ chỉnh thêm một chút nữa. Này rất là tỉ mỉ, nếu mà chỉnh mà quá thì nó lại cao chẳng hạn thế. Nói chung là làm cái này thì cảm giác là phức tạp hơn là làm sáo. Làm sáo thì nó là một cái thanh thống nhất, chúng ta điều chỉnh từng âm. Còn đối với cái này nó hơi lồng cồng tí, nó nhiều và thanh nọ liên quan đến thanh kia. Từ cái việc là nứa già nứa non đúng không ạ, nó rất là khó đồng nhất được như là cái sáo các bạn. Rồi độ dày độ mỏng của mỗi cái thanh cũng sẽ khác nhau. Đấy các bạn thấy chưa, xanh rồi nhé. Đấy, như vậy rất là xanh rồi, rất là chuẩn âm rồi. Ok. Đấy, quá trình sửa đàn là như thế các bạn. Tỉ mỉ từng cái thanh âm một để có được cái đàn là cái dàn đàn 16 thanh âm. Và chia sẻ các bạn là cái dàn đàn này nó chỉ có cái âm các cái nốt chính thôi các bạn nhé. Thế còn nếu các bạn muốn chơi cả thang dáng thì nó là phải là cái đàn cái loại ba dàn cơ ạ. Tuy nhiên là khi mà mắc lên dàn thì nó có được một cái độ trùng nó vừa phải hơn thì cái âm nó sẽ vang hơn rất là nhiều. Khi mình cầm như này thì cái độ căng của các cái điểm nó không được đều, nên là âm nghe có vẻ là chưa vang đều. Nhưng khi lên dàn thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Các bạn thân mến, sau khi hoàn thiện về âm đó, thì dàn đàn được mắc lên cái thân đàn như này đó. Và cái thân đàn này các bạn nhìn thấy chế tác rất tỉ mỉ chi tiết nhé đó. Nhiều anh em cứ hỏi là về lắp như nào thì sẽ có những cái vị trí đánh dấu. Đó, ví dụ như là đây, một chấm thì các bạn sẽ cắm vào cái nó một chấm như này đó thì là nó chuẩn không. Đấy, thì cái chân một chấm nó vào một chấm, mà hai chấm nó vào hai chấm thì nó sẽ lắp được cái chân dàn đàn như này đó. Thì cái đàn bên mình thì đối với cái đàn loại trung này thì sẽ có hai cái cấp độ để biểu diễn, tức là một là các bạn có thể ngồi thì cái tầm như này là ngồi cái ghế cao cao một chút là vừa. Thế còn nếu như các bạn muốn đứng ấy, thì đây nó có cái khớp này tháo ra. Đó, bạn nhìn thấy không, cái đinh đó bạn tháo ra đó, và chúng ta mắc lên đây cột này đúng không, thì là chúng ta lắp vào biểu diễn đứng. Thì lúc này thì với cái tư thế nó cao hơn đó. Đó. Và cái quê gõ là gần này. Quê gõ thì các bạn có thể thấy là có hai loại quê gõ, một là cái dạng quê gõ tròn như này, âm nó sẽ giòn hơn đó. Đấy, còn một loại quê gõ là dạng quê gõ mà có đầu cao su như này đó, thì âm nó sẽ kiểu dạng ấm hơn. Đó, tùy các bạn sử dụng nhé. Đấy, nó tổng thể cái cây đàn đó nó sẽ cao, và khi nếu mà đứng biểu diễn thì tầm này thì chắc là rất là phù hợp rồi.
Tổng thể cây đàn như vậy, nói chung cũng rất nhiều cung đoạn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nào cần mua đàn thì có thể là liên hệ với số điện thoại đang hiện trên màn hình các bạn nhé. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.